Phương Lê Nguyễn, Hoa Kiển xin kính chào bà con và các bạn đang xem kênh. Hôm nay mình cũng tiếp tục trở lại nhà vườn của anh Minh ở huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre để review, giao lưu bông trang và tất cả các loại hoa kiển ở vườn của anh Minh. Hiện tại như bà con đang xem là vườn của anh gồm có bông trang nè, rất là nhiều loại hoa ha, đột biến có, hàng trung có, rồi những cái gốc mai khủng như thế này đây. Nói chung là tất cả các loại hoa kiển thì vườn anh đều có hết nha bà con. Khu vườn thì rất là đa sắc, có rất là nhiều loại sọc đột biến, hường cánh kép, hồng kép, mỹ tím. Như clip trước mình cũng có chia sẻ là có những cái cây ngọc minh châu rất là đẹp luôn bà con ơi. Nhưng hôm nay thì mình cũng xin đề cập tới thì ngọc minh châu là cái cây mà là hot nhất của vườn anh ha, rất là đã luôn đây. Và kèm theo đó là anh có những cây khủng như là pháp cam, xin lỗi bà con, pháp vàng và đỏ, đỏ lá nhuyễn, tàn khủng. Những cái cây này là hầu như là cái cây này là có cái thời rất là xưa nha bà con, được vô dây rất là đẹp đó. Rồi bên đây là một chậu cây màu vàng, những cái cây này là thuần chậu rồi nha bà con. Đó thì đường kính của mỗi một cái cây như thế này là tầm khoảng 2,5 m, đỏ và vàng giống nhau, kích thước giống nhau hết, chiều cao cỡ khoảng cũng 2,5 m luôn. Thì nếu bà con có yêu mến những cái dòng cây bông trang mà khủng như thế này thì bà con có liên hệ với anh Minh để mình được cái giá cụ thể hơn ha. Thì mình hôm nay mình chỉ là đại diện chia sẻ cái clip này để đến cho cộng đồng YouTube, bà con nào có yêu mến hợp nhãn thì liên hệ, chứ giá thì mình chưa có định được ở trên clip này nha bà con. Rất là nhiều, bên đây là có cây pháp vàng, đây, cây pháp vàng này thì được một cốt hai thân, chỗ này thì khoảng vành khoảng chừng 30, rất là dữ luôn nha bà con. Cây khủng khiếp, cây già lâu năm, thuần chậu. Còn cây trong đây thì hoành thì có khoảng 16, 18 nhưng mà được hai gốc. Ở dưới này thì mình cũng không biết như thế nào, không biết là có chung một bệ hay không ha. Nhưng mà cây thì rất là cổ. Ở bên này thì một bệ 4 thân. Thì hoành bệ chỗ đó thì có khoảng 120. Rất là khủng luôn mà con ơi. Cái tược, tàn tược dày đặc đặc quánh luôn, mình không thể mình chen vô để mình hạo đo cho bà con biết được đó. Rồi những cái cây thuần chậu nữa nè, để mình cho bà con mình có thể giao lưu rất là thuận tiện. Cây thì nó rất là khỏe, vàng son Cần Thơ, thuần chậu ha, cây cỡ khoảng 1 m, rất là nhiều luôn. Rồi đây nó là pháp son đó, pháp son cũng thuần chậu luôn, nhìn cây rất là đã, bông rất là xiên hoa luôn nha. Rồi bên đây thì có một số cây như là kép, vàng cánh kép, đây vàng cánh kép cũng thuần chậu, đa số ở đây anh trồng trên chậu hết. Rồi mỹ trắng rất là đã, đây nè, cái bông của nó chuẩn bị nở nè, bằng tay luôn. Mỹ trắng đột biến từ lá mỹ hồng ha bà con. Một số cây vàng sọc, lá xoắn đan hoa nữa nè ha. Rồi vàng sọc Bến Tre, ở đây là tỉnh Bến Tre, quê hương tỉnh nhà luôn. Cái bên đây thì có cái hoa mỹ trắng rất là đã luôn nha. Xung quanh có cây tím sen Vĩnh Châu cho nên hoa thơm bướm đậu luôn bà con ơi, đó thấy không? Nè. Rất là sặc sỡ. Rồi có đỏ nhung, lá cẩm thạch, pháp hường. Đây, những cái cây này là tầm cao cỡ 1 m, thuần chậu hết rồi bà con ơi, rất là nhiều luôn. Bướm nãy giờ mà bướm không bay á. Rồi tiếp theo bên đây thì có những cái cây như là mỹ tím nè, mỹ cam sọc. Hôm nay mình chia sẻ khu vườn này của anh thì rất là nhiều mẫu luôn.
trồng chậu hết luôn nha bà con, đa số ở trong chậu không. Đây mỹ đỏ, lá mỹ cam, mỹ vàng. Thì trong đây sẽ có một cái cây ngọc minh châu anh trồng ở trong cái bồn lớn của cái cây mai. Cây này thì cái bo ghép rất là đã luôn nha bà con. Đây nè, tược nó thì thôi khỏi phải chê luôn, sung quá đã luôn bà con. Lá thì về cui, cây đang rất là xưa, sung khoảng chừng 4 năm tược. Bo ghép chỗ này, gốc ở dưới đây là cái gốc trang trắng. Cây này bà con mà về giao lưu về là cây này quá đẹp luôn, hết ý. Ngọc Minh Châu, vườn của anh đặc biệt có một cái giống rất là hot là Ngọc Minh Châu ha. Rồi có cái gốc mai, cái chậu cây mai này, nếu bà con nào mà có yêu thích cái loại mai lớn, size cái mai size đại thì bà con cứ liên hệ cụ thể hơn. Đây, mai hoành tráng luôn, cao có khoảng 4 mét hơn. Mai rất là khủng, khủng khiếp. Có cây mai này mà vừa đóng cục. Hoành gốc của cây mai đó là khoảng 80, 80-85. Rồi, anh Minh anh chia sẻ thêm, đây là cây mai tiếng vua. Đặc trưng của nó là sao ha? Nó có mấy nụ vậy nè. Nụ là nó nu ra vậy ha. Đóng dày dặn lên. Dạ. Mai tiếng vua đặc biệt của nó là có mấy cái nụ chuẩn bị nở hoa là nó đóng thành nu như vậy, nó ra một chùm. Giống như mai bông chùm vậy ha. Mai tiếng vua. Đó, trên đó còn gù nữa. Rất là độc lạ luôn bà con. Những cái cây hoa kiển này bà con sẽ khó mà biết được. Để bà con nếu mà có chắc ăn nữa thì cứ liên hệ với anh ha, có Zalo hỗ trợ thêm bà con ơi. Trên clip bà con có thể khó nhìn lắm. Đây nè, Ngọc Minh Châu, Mỹ Cam Sọc. Trong vườn của anh thì rất là khủng khiếp luôn nha. Rồi mình chia sẻ qua bên đây nữa là Pháp Tím với lại Mỹ Tím Thơm. Cam Đài Loan đang bông cũng rực rỡ luôn. Đó thì những cái cây trên chậu như vậy nè, bà con nào mà hợp nhãn thì cứ liên hệ với anh, anh sẽ chia sẻ giao lưu hết. Rồi có một cái số cây bạch tiết trang nữa bà con ơi. Đây nè, cây này cây bố mẹ luôn, bạch tuyết trang ha, lá trắng nè bà con. Khi mà già lá thì nó sẽ chuyển thành màu xanh tí, nó sẽ có lên cái màu xanh diệp lục. Cây này là cây cũng bố mẹ luôn, bạch tuyết trang. Vườn của anh Minh thì phải nói là những cái giống rất là hot luôn. Bên đây nữa là cây gì đây mình quên, tiêu rồi. Cây này cũng là cái cây mới, cái này rất là lạ luôn bà con. Cây này nó như là bạch hồng hương đó bà con. Cây lớn khủng khiếp luôn. Pháp Tím nữa nè. Đó, những cái cây trên chậu thì đa số là rất là thuần rồi, lâu rồi. Nếu mà bà con mà có muốn giao lưu thì cây nó bảo đảm là khỏe luôn. Đây mình có phát hiện thêm cái cây nhãn tím. Cũng lạ nhưng mà con này lạ nha. Nhãn tím có trái màu tím, lá tím luôn. Dạ. Đây cái này là cái gì, hoa mai vàng chân cam hoa mai phải không? Vàng son ngũ phúc, sorry nha bà con, biết rõ đồ hình này. Vàng son ngũ phúc năm cánh rất là đã, năm cánh có 6 cánh luôn. Rất là đẹp. Rồi mình chia sẻ cho bà con xem một cây nữa là bạch tuyết trang. Mình cũng kết thúc clip hôm nay. Đây bạch tuyết trang, hồi nãy hai cây kia thì nó khủng bố hơn, còn hai cây này thì nó gọn hơn xíu nhưng mà con nó nhìn rất là đã. Cây dáng cây rất đẹp, chi cành nó đóng tứ diện luôn nè. Một thân, một cốt,
bên này thì được nhiều tược hơn, màu lá thì quá trời đã luôn rồi bà con ơi, trắng tươi rồi. Thôi mình xin kết thúc clip ở đây ha, hẹn gặp lại bà con vào những cái clip khác thú vị hơn nha bà con. Hiện tại bà con đang xem clip ở khu vườn của anh Minh, mọi chi tiết bà con cứ liên hệ với số điện thoại phía dưới màn hình để gặp chủ nhân để cùng giao lưu cây. Rồi, cảm ơn bà con rất là nhiều, hẹn gặp lại bà con những clip khác nha bà con, bye bye bà con.